Tin tức thể thao sáng 16 tháng 9, Inter Milan hòa đội yếu. Anthony bị chê nhẹ cần Inter Milan hòa đội yếu Monza. Anthony bị chê không phù hợp với Premier League là những tin tức thể thao đáng chú ý sáng 16 tháng 9. Inter Milan bị đội yếu cầm chân tại vòng 4 giải vô địch Ý, Serie A. Đương kim vô địch Inter Milan đã gặp vất vả để có một điểm trước Monza. Đoàn quân của huấn luyện viên Simeone Inzaghi phung phí hàng loạt cơ hội với nhiều lần dứt điểm thiếu chính xác. Thậm chí Monza còn gây ra bất ngờ khi có bàn mở tỷ số phút 81 sau cú đánh đầu chéo góc hiểm hóc của Danny Motta. May mắn cho Inter Milan khi Denzel Dumfries gỡ hòa ở phút 88 với pha đệm bóng cận thành. Trước khi Inter Milan thi đấu, Napoli đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cagliari. Nhờ đó, đội bóng này vươn lên dẫn đầu Serie A với 9 điểm. Inter Milan, Juventus và Torino lần lượt xếp dưới với cùng 8 điểm. Anthony bị chê nhẹ cân, không hợp với Premier League. Anthony là một trong những bản hợp đồng thất bại của Man United trong vài năm qua. Được mua về từ Ajax với mức giá gần 100 triệu euro, nhưng anh chỉ mới ghi có 11 bàn sau 83 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Mùa này, chân sút người Brazil cũng rất ít khi được huấn luyện viên Ten Hag cho ra sân. Nhiều tin đồn nói rằng Anthony sẽ phải sớm tìm bến đỗ mới, và một trong số đó là Newcastle. Tuy nhiên, cựu thủ môn Paul Robinson cho rằng vụ chuyển nhượng rất khó xảy ra, bởi Anthony không phù hợp với Premier League. Trả lời tờ Football Insider, Robinson nhận xét, tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai ở Newcastle muốn mua cậu ấy. Anthony là một cầu thủ giỏi, nhưng quá nhẹ cân ở Premier League. Cậu ta cũng giữ bóng quá lâu, trong khi tốc độ ở giải đấu này lại quá nhanh. La Liga hay Serie A có lẽ phù hợp với cậu ấy hơn. Atletico Madrid vươn lên nhì bảng La Liga tại vòng 5 giải vô địch Tây Ban Nha. La Liga, Atletico giành chiến thắng dễ 3-0 trước Valencia. Conor Gallagher mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 39 sau pha di chuyển thông minh và dứt điểm trong vòng cấm. Phút 54, Antoine Griezmann gia tăng cách biệt cho Atletico. Julian Alvarez ấn định tỷ số 3-0 ở phút 904 sau pha dứt điểm vào lưới trống. Chiến thắng này giúp Atletico vươn lên nhì bảng tại La Liga với 11 điểm. Trong khi đó, Barca vẫn dẫn đầu với 15 điểm nhờ thắng lợi đậm 4-1 trước Girona.